Xin chào mọi người, ngày hôm nay cho mọi người xem một cái bữa ăn với hạt đã ngâm và với cái hạt đã nở rồi. Khi ấy mà cho chúng nó ăn hạt khô thì mọi người sẽ thấy là nó rất là ít. Nhưng ở đây, giả sử như là khi vào trong ruột của con chó này, vào trong dạ dày của con chó thì nó sẽ nở như này, thì mọi người sẽ thấy là cái lượng ăn của nó cũng là nhiều đấy chứ. Đây là gần 5 lạng. Phần này cho con poodle. Ok. Đảo chibi. Rồi. Đây này, nó còn nước đây này. Đó, cái chibi thì nó đơn giản thôi. Rồi. Xong. Nào mấy đứa ra đây nè. Từ đã. Mấy đứa đưa vào bên trong. Nào. Đứng vào trong, hôm nay ăn từ bên trong ăn ra. Mỗi con một viên thôi. Bù bình thường theo kiểu bổ sung theo kiểu là bổ sung bình thường thì chỉ cần mỗi con một viên thôi. Mà siro xuống đây. Siro xuống đây. Thôi được rồi, Messi ra đây. Đây, của Messi. Siro vòng kia. Đây, của Siro. Rồi. Kila. Ok. Đó, Yumi. Mình đi. Quay cái mông lại. Xích vào cho bà đứng. Xích vào, rồi ok, ăn đi. Pila quay cái mông lại nè. Xích mông đây. Ok, đó. Quay thế. Của con Mi đây. Đó. Xem là cái bữa ăn từ giờ, xem là mấy phút xong. Như thế này ấy, thì là cái con chó vào trong, tại sao lại ngâm? Ngâm khoảng tầm 15 phút thôi là ok rồi, là nó nở rồi. Thì tại sao lại ngâm là bởi vì ngâm vào ấy, thì một là ngâm ra là cái hạt nó mềm ra thì con chó nó ăn nó đỡ bị cọ và cổ họng nó đỡ hóc. Bởi vì khi mà nó ăn hạt khô nó ăn nó rất là ngon. Mà nó ăn ngon là nó có thể là nó cắn ra rồi nó nuốt vội. Thì có thể là nó bị cọ vào cổ thế chứ nó không hóc được. Nhưng nó cọ vào cổ, nó rát. Cái thứ hai nữa là cái quan trọng là mình muốn ngâm hạt trước cho chúng nó ăn là bởi vì là đỡ để cho cái hạt nó nở luôn ở bên ngoài đi chứ không phải vào trong bụng nó mới nở. Đỡ con chó nó lại phải đi ra nó uống nước nhiều. Lùi lại. Lùi lại. Ok, phần con nào con ấy ăn nhưng mà phải lùi lại. Rồi. Ăn không để trôi bát. Đó. Messi hôm nay Messi ăn nhanh nhất rồi. Vì Messi đói. Cho nên cái hạt này ấy, khi mà chúng ta cho nó ăn mà cho nó ăn bằng cái hạt khô ấy thì nó ăn nó cảm giác nó ngon hơn đấy. Chứ nó không cảm giác nó ngon hơn như là ăn bim bim ấy. Nhưng đấy để ngâm ra để cho mọi người nhìn thấy là một cái lượng hạt như bình thường khi mà nó nở ra ấy, thì nó sẽ tương đương như là một cái phần ăn mà mọi người cho nó ăn theo kiểu là cơm thịt bình thường chứ nó không có ít đâu. Xúc ra thì hơn một cái cống chibi kia, tức là một cái cống chibi kia là hạt thì nó là khoảng 4 lạng. 4 lạng, hơn 4 lạng, khoảng 4 lạng 2. Thì cộng thêm một chút nữa là nó rơi vào 4 lạng 6, 5 lạng. Thì đó, mọi người thấy nó ít. Nhưng thực ra khi nó nở ra thì nó cũng trên lưng bát. Mà cái bát này là bát to ấy. Bình thường mà cho ăn cơm thì mọi người nhìn. Mọi người sẽ thấy mình cho ăn cơm thịt thì mọi người sẽ thấy được cái lượng ăn của chúng nó. Cái hạt này khi nó nở ra nó cũng tương đương như vậy. Đó. Như vậy là một cái bữa ăn của chúng nó ấy, nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm siro lên ghế ngồi. Lên. Như vậy là một cái bữa ăn của chúng nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 3 phút thôi.
3 phút bấm đồng hồ là nó đã xong một cái bữa ăn rồi. Rất là đơn giản và rất là nhanh. Bây giờ đến giai đoạn vét bát. Đây, vét nốt đi, hết rồi. Đó, lên đi, lên ghế. Ok, ngồi đấy. Ok, Pilam, Siro có thích lên ghế ngồi thì lên. Để yên, để anh đang nói này. Và cái chương trình ưu đãi cho cái cám hạt này thì hiện tại vẫn đang còn cái bao màu xanh dành cho chó trưởng thành là 800, và cái bao màu hồng dành cho chó đang tuổi lớn và cả chó trưởng thành thì nó là 809. Và hai cái bao này như mình đã nói là tính ra cái chi phí trên ngày của cho một con chó nó như nhau. Mọi người cho ăn bao xanh hay là bao tím, tím hồng thì cái chi phí của nó như nhau đó. Còn cái canxi này thì nó rất là dễ ăn đó. Mọi người thấy là ném vào trong đồ ăn là con chó nó sẽ ăn hết ngay. Nhưng mà có mấy bạn là có lấy cái thải độc gan liver detox, cái màu hồng kia, cái thải độc gan liver detox thì cái đấy thì mùi nó khó ăn hơn. Hay là các bạn mà chăm chó đẻ, các bạn lấy cái semiu thì cái đấy mùi nó cũng khó hơn. Nó có cái mùi vị thuốc bắc, thành ra là nếu mà nó lẫn vào đồ ăn, nó vỡ viên ra, nó lẫn vào đồ ăn thì nhiều con chó nó sẽ bỏ luôn cái phần đồ ăn đấy. Thì khi mà cho ăn những cái đồ ấy thì mọi người nên cho riêng ra một cái phần trước, một cái phần nhỏ. Có thể là mọi người cho một nắm đồ ăn này lẫn vào cái viên thuốc ấy, mọi người cho nó ăn trước. Đó, ăn xong cái phần đấy rồi, cái lúc đầu thì nó sẽ ham ăn, nó háo ăn, thì có thể là nó sẽ ăn, nó nuốt. Và cho cái phần đồ ăn đầu tiên là chúng ta nên cho cái phần đồ ăn mà nó có thể nuốt được chứ nó không phải nhai. Phần đồ ăn vụn thì đấy, thì chúng nó sẽ ăn cái đấy trước, xong rồi chúng ta mới cho đến những cái khác. Chứ tránh cái trường hợp là các cái đồ này thì cho hết vào bổ sung rồi, mua thì nó cũng tốn tiền. Mà con chó nó bỏ hết, một là nó lãng phí, cảm giác nó lãng phí, bỏ đồ đi nó lãng phí lắm. Hai nữa là cho nó ăn lại thì nó lại đề phòng, bởi vì nó ăn lúc trước nó ăn vào mấy cái viên kia nó đắng, nó mùi nó này kia, là nó có một cái sự đề phòng. Thì mọi người nếu mà ai mà chưa từng dùng cái thải độc gan hay là cái semiu tăng sữa cho con chó mẹ ấy, thì nhớ là hai cái đấy mọi người nên dùng riêng ra một phần trước, rồi sau đấy mọi người mới bổ sung những cái khác. Tránh cái tình trạng là con chó nó sẽ bỏ phí cái lượng đồ ăn mà chúng ta cho nó ăn vì cái thuốc nó vỡ ra, nó gây mùi khó chịu đó. Đấy nhá, chăm chó bằng cám hạt nó cực kỳ là nhàn, và con chó nó có một cái chế độ ăn là cái chế độ ăn cân đối giữa các thứ, nó cung cấp gần như đầy đủ, gần như thôi mọi người nhá, cho tất cả các giống chó. Nhưng với mỗi một giống chó có thể nó sẽ thiếu một cái phần nào đấy, nhưng mà nó cung cấp gần như đầy đủ. Đó thì nó sẽ rất là tiện, nó như là một cái bài đồ ăn của chúng ta, làm cho nó với đầy đủ các thứ. Chúng ta làm đồ ăn cho chó nhưng mà chúng ta làm với đầy đủ các thứ, và chúng ta làm một cái bài đồ ăn đấy và để chúng ta tích trữ làm ra cái dạng hạt khô đó. Mọi người có thể hiểu cái cám hạt này nó đơn giản nó như vậy thôi, chứ nó cũng không phải là cái gì ghê gớm cả. Nó cái giá của nó cũng ở cái mức giá như cái cám hạt nhập Đức này. Nó là cái loại mà nó ở cái mức giá rất là bình dân, chứ nó không có phải là cái giá nó khó mua. Bởi vì tính ra ấy, trên 1kg thì nó chỉ rơi vào khoảng từ 40 đến 50 nghìn thôi, cho cái bao màu xanh và bao màu hồng đó. Thì với cái mức 40 đến 50 nghìn và một ngày con chó nó chỉ có ăn con nửa cân với một con chó to như thế này, thì cái tiền cám một ngày cho một con chó nó chỉ rơi vào từ 20 đến 25 nghìn thôi, chứ nó cũng không phải là cái gì ghê gớm. Hoặc là các bạn mà đang nuôi chó ta, với các bạn đang nuôi chó ta nhé, thì cái con chó ta nó cần cái lượng dinh dưỡng lượng đạm ít hơn là con chó Tây. Cái con chó ta cái đặc tính của nó như vậy, nó như kiểu người Việt Nam mình ấy, cái cách ăn của người Việt Nam mình ấy, trong cái bữa cơm nó phải có rau có thịt, và rau phải có một cái phần lớn chứ không có phải là ít. Nếu ăn nhiều thịt quá thì với chúng ta, cơ thể của người Việt Nam chúng ta là bị thừa thì cũng không tốt cho tiêu hóa. Thì
cái con chó ta của chúng ta nó cũng vậy, nó thích nghi theo người. Thành ra là với các bạn ăn, các bạn mà nuôi cái con chó ta hay là nuôi các cái giống chó ta thì mọi người có thể lựa chọn một cái biện pháp là mọi người cho ăn hạt này nhưng mọi người đảo thêm nước cơm đó, thì nó cũng là một cái để nó giảm cái lượng đạm ở trong cái khẩu phần ăn đi, để cho nó thêm cái phần tinh bột, bởi vì cái con chó ta nó thích nghi với việc ăn tinh bột nhiều, nó cũng như người Việt Nam chúng ta ấy. Thì mọi người có thể dùng cái cách đấy, thì cái chi phí cho một con chó ta có thể là một ngày nó chỉ 3.000 đến 5.000 thôi, cái tiền hạt này, và nó sẽ rất là tiện. Mọi người không phải là đi chợ, mọi người mua, mọi người nấu riêng một phần, không để gọn vào một chỗ nữa, để làm đồ ăn cho chó nữa, và cũng không sử dụng những cái theo kiểu là đồ ăn thừa của người hay là này kia, bởi vì những cái thứ mà nó có mắm muối con chó nó khó tiêu được, nó không tiêu được, dần dần nó sẽ nóng gan hay nó phát ghẻ hay là nó phát ngứa nấm này kia, rất nhiều thứ phát sinh. Thì cái hạt này nó có thể coi nó là một cái đồ ăn sẵn của cái con chó ta được, và đảo thêm với lại với cơm, vừa là nó cũng sẽ phù hợp với lại cái nhu cầu dinh dưỡng của con chó ta, mà vừa là nó tiết kiệm nữa, tính ra thì nó sẽ là vô cùng rẻ đó. Thì mọi người có thể tính đến cái bài đó. Xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Ok, đánh cắt đi.